chạm không cấp nước. Làm xong dán keo lại các bạn, rất là đẹp. Okay. Thì cái bo này tình trạng là không cấp nước ha. Mình kiểm tra mạch nó rất là mệt tại một hết. Các bạn thấy con chiắc này nó nổ không?
nổ luôn. Cái chiếc này là chiếc cấp nước luôn. Hiện tại nó đã bị nổ rồi, thì cái này hình trạng của nó là cái bơm cấp nó bị cháy nha. Nó hư bơm cấp thì nó bị chập, nó chập cái cuộn dây ở ngoài đồng ngoài bơm cấp á. Thì nó sẽ dội cái dòng gì đây thì cái con chiếc này nó sẽ nổ ha. Các bạn thấy không? Ha. Thì giờ mình tiến hành mình sẽ đo cho mồi ha. Đây là con cho mồi. Đó. Ở đây là nguồn cấp vào của nó. Đây là nguồn ao của nó ha. Đó. Ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình thay con khác ha. Đây mình sẽ tháo cái con cũ á. Trong cái bao hư này. Mình tháo qua. Số đó mua hai cái 5 chai. 50 chai á. Đẹp dữ ha. Có quen biết thì mua được. Chơi với giao thông nè. Thế chứ mà mình rút ngoài vô mấy số đó là anh lấy lại trơn anh ha. Nó có tới số đó đâu mà rút. Nó trừ số đó ra hết rồi. Vô vị cầu cho được 9 nút là mừng rồi. Dạ các bạn sẽ đến ca chả mồi ha. Đây con chả mồi đó nè. Sáu trăm ba mươi ha. Hiện tại giờ cái này là còn ha. Giờ mình tiến hành mình đóng chắc vô là nó sẽ chạy ha. Các bạn nha. Em test lại cho các bạn xem nào. Nè, một từ đảo đồ ha. Rồi, cấp nước. Đó, cấp nước ha. Giờ bấm dắt. Đó, một từ xả kéo ha.
từ từ quay. Bạn ấy bên Campuchia đó. Campuchia đang nghiên cứu bạn Thái Lan. Rồi, cái lỗi là không cấp nước các bạn, chạm cục cấp xả ha. Khi sửa xong thì các bạn sẽ thay cho mình cấp xả mới ha. Cái này đóng vô là hư nữa. Xong.